Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay 31 tháng 10, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì họp tổ 18 để thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với phương án chính phủ trình và báo cáo thẩm tra của Quốc hội. Theo đó, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay của Hải Phòng chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất của việc quản lý một đô thị lớn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần tổ chức bộ máy chính quyền đô thị tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Các ý kiến cho rằng, hồ sơ dự thảo nghị quyết đã đáp ứng yêu cầu theo quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên, đối với cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân cấp quận, cấp phường, cần quy định rõ hơn về cơ chế trách nhiệm của lực lượng công an và quân sự. Trong cái dự thảo nghị quyết thì không nói rõ như là ở trong Đà Nẵng, nhưng mà cách là nằm ở trong cơ cấu, nhưng mà về điều hành thế nào thì lại không rõ. Vì rõ ràng là hai cái đối tượng lực lượng công an và quân đội là không phải là cán bộ công chức, nằm ở trong cơ cấu mà lại không biết điều hành thế nào, không biết là ai là sẽ chịu trách nhiệm trước ai, ai là chỉ huy. Thì tôi nghĩ rằng cái nội dung này nếu có chúng ta quy định thì chúng ta phải phân biệt và có một quy định tương đối chi tiết, rõ ràng để đảm bảo có thể khả năng để thực hiện được. Về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, các đại biểu cơ bản đồng tình, bởi thực tế qua báo cáo và lấy ý kiến cử tri có sự đồng thuận cao tới 98,67%. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu kỹ và xây dựng phương án sau sáp nhập ở Huế để tránh lãng phí. Đề nghị là nên giao cho thành phố Huế để có phương án để giải quyết sắp xếp đối với cán bộ dồi dư sau khi sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời là cũng cần phải có cái phương án để mà giải quyết cái tài sản dồi dư sau khi mà sáp nhập. Thì ở đây tôi biết rằng đây là ở Huế cũng có sáp nhập một huyện và sắp xếp lại ở một số xã. Buổi chiều thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị. Nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ tôi đề nghị cần quan tâm hơn đến đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng là hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và xiêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ là người dân tộc thiểu số để các đối tượng này đều có thể tham gia bảo hiểm y tế vì đây là những đối tượng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đề nghị cân nhắc xem xét bổ sung đối tượng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng ở các đoàn thể ở thôn, bản, tiểu khu. Đây là ý kiến tâm tư, nguyện vọng của rất là nhiều cử tri. Ngày mai kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tiếp tục với các phiên thảo luận tại hội trường.